khoảng hơn 4,1 tỷ kWh là tổng sản lượng điện thiếu hụt của các hồ chứa thủy điện EVN trên cả nước so với cùng kỳ năm 2022 do tình trạng thiếu nước trầm trọng, thậm chí nhiều hồ cận kề mực nước chết. Cụ thể, 4 tháng đầu năm, các hồ thủy điện phía Bắc lưu lượng nước về chỉ bằng khoảng 60-70% so với trung bình nhiều năm. Rất nhiều hồ thủy điện khu vực miền Trung và miền Nam cũng có nước về kém. Đầu tháng 5 năm 2023, nhiều hồ thủy điện đã về mực nước thấp và cận kề mực nước chết. Hiện, 10 hồ thủy điện thuộc EVN và nhiều hồ thủy điện của các chủ đầu tư ngoài EVN đã về xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Điển hình như các hồ Lai Châu, Tri An, Iali, Bản Trác, Hội Quảng, Trung Sơn, Buôn Cốp, Buôn Tua Sa, Sebrok Ba, Sông Ba Hạ. Ước tính hiện sản lượng điện quy đổi từ tổng lượng nước còn lại trong các hồ chứa toàn hệ thống là 4,5 tỷ kWh, thấp hơn 1,6 tỷ kWh so với kế hoạch và thấp hơn khoảng 4,1 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2022. Thực trạng này đang tạo áp lực rất lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh điện của EVN, gây nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2023. Đặc biệt, mùa hè năm nay được dự báo sẽ chứng kiến sự trở lại của hiện tượng El Nino. Toàn châu Á và thế giới sẽ chịu tác động xấu của nắng nóng khắc nghiệt, nên nhiệt độ cao và hạn hán kéo dài. Do vậy, ngoài nỗ lực với rất nhiều giải pháp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đảm bảo cung cấp điện cho cả nước, EVN rất mong nhận được sự chia sẻ, phối hợp của khách hàng thông qua việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đơn giản như bật điều hòa trên 26 độ C, không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc, hạn chế sử dụng điện vào các giờ cao điểm trưa và tối. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình cung ứng điện của EVN trong các clip sau. Quý vị nhớ đăng ký và nhấn chuông YouTube Điện lực Việt Nam EVN News để không bỏ lỡ nhé!